Một ví dụ đơn giản mà chúng ta có thể thấy trong cuộc sống hàng ngày là khi một người sống gian dối, lừa lọc để đạt được lợi ích cá nhân. Ban đầu, họ có thể đạt được những gì họ muốn. Tuy nhiên, theo thời gian, lòng tự trọng của họ giảm sút, họ mất đi niềm tin của người khác, và thậm chí họ có thể bị phát hiện và chịu hậu quả pháp lý. Nhưng điều tồi tệ hơn là, ngay cả khi không có ai phát hiện, tâm hồn của họ vẫn sẽ bị ám ảnh bởi những gì họ đã làm. Họ có thể sống trong lo sợ và sầu não suốt phần đời còn lại vì biết rằng mình đã làm điều sai trái. Đó chính là khổ đau trong hiện tại. Còn trong kiếp sau, nếu không kịp thời chuyển hóa, họ sẽ tiếp tục phải trả giá cho những hành động của mình. Trong Phật giáo, có một câu chuyện kinh điển về vua A-dục Asoka ở Ấn Độ. Ban đầu, ông là một vị vua tàn bạo, gây ra nhiều đau khổ cho người dân và các vương quốc xung quanh. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến cảnh tượng đau lòng của hàng nghìn người chết trong một trận chiến, ông bắt đầu nhận ra hậu quả của những hành động ác của mình. Ông quyết định quay đầu, tìm đến Phật Pháp, và từ đó sống một cuộc đời thiện lành. Điều này cho thấy rằng dù chúng ta đã tạo ra bao nhiêu nghiệp ác trong quá khứ, vẫn luôn có cơ hội để thay đổi và làm lành. Tuy nhiên, điều quan trọng là sự nhận thức và hối cải phải đến từ chính tâm hồn của mỗi người. Khi chúng ta thấy rõ những gì mình đã làm, nhận ra rằng nó đã gây ra bao nhiêu tổn thương cho người khác và cho chính mình, sự sầu não sẽ xuất hiện. Nhưng thay vì để nỗi buồn và sự ưu phiền đè nặng, chúng ta cần sử dụng nó như một động lực để thay đổi. Đạo Phật không chỉ dạy về nhân quả mà còn mở ra con đường để chuyển hóa nghiệp ác thành nghiệp thiện. Chúng ta có thể bắt đầu từ những hành động nhỏ hàng ngày. Một nụ cười, một lời nói tử tế, hay một hành động giúp đỡ người khác có thể tạo ra nghiệp thiện. Những hành động này không chỉ làm cho người khác cảm thấy tốt đẹp mà còn giúp chính chúng ta cảm thấy an lạc. Dần dần, khi chúng ta sống với lòng từ bi và sự tử tế, tâm hồn chúng ta sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn, không còn bị nỗi sầu ưu ám ảnh. Một điểm quan trọng khác mà Đạo Phật nhấn mạnh là sự tỉnh thức. Khi chúng ta sống trong sự tỉnh thức, chúng ta sẽ nhận ra rằng mọi hành động và suy nghĩ của mình đều có tác động. Nếu chúng ta có thể kiểm soát được suy nghĩ của mình, chúng ta sẽ kiểm soát được hành động, và từ đó, tránh được việc tạo ra nghiệp ác. Ngược lại, nếu chúng ta sống một cách vô ý thức, để cho lòng tham, sân hận và si mê chi phối, chúng ta sẽ dễ dàng rơi vào cạm bẫy của nghiệp xấu và sầu khổ. Trong xã hội hiện đại, có nhiều người sống với áp lực công việc, tài chính và các mối quan hệ. Những áp lực này dễ dàng dẫn đến những hành động sai trái, như lừa dối, nói xấu, hoặc làm hại người khác để đạt được mục tiêu cá nhân. Nhưng khi nhìn lại, chúng ta sẽ thấy rằng những hành động này chỉ mang lại sự sầu não lâu dài, không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Thay vì chạy theo những lợi ích ngắn hạn, chúng ta nên suy ngẫm về hậu quả lâu dài của mọi hành động. Câu kệ, nay sầu, đời sau sầu, không chỉ là một lời cảnh báo mà còn là một lời nhắc nhở về trách nhiệm của mỗi người đối với chính nghiệp của mình. Chúng ta không thể trốn tránh hậu quả của những gì mình đã làm. Nhưng điều tốt đẹp là, khi chúng ta nhận ra và quyết định thay đổi, con đường giải thoát luôn mở ra. Phật giáo dạy rằng mọi người đều có khả năng thay đổi, bất kể họ đã tạo ra bao nhiêu nghiệp ác trong quá khứ. Điều quan trọng là bắt đầu từ chính khoảnh khắc này, chúng ta chọn sống đúng đắn, chọn làm những điều thiện và từ bi. Tóm lại, câu kệ trong Kinh Pháp Cú không chỉ là một lời dạy về nhân quả mà còn là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về việc sống với trách nhiệm và tỉnh thức. Chúng ta có thể chọn sống mà không tạo thêm sầu khổ, bằng cách thực hành lòng từ bi, tinh tấn tu tập và biết quay đầu khi nhận ra mình đã đi sai đường. Hậu quả của hành động và tâm trí khổ đau. Khi chúng ta nói về những hành động không tốt, hay còn gọi là nghiệp ác, thì điều quan trọng không chỉ nằm ở những gì ta đã làm mà còn ở cách những hành động ấy ảnh hưởng đến tâm trí và cảm xúc của chính chúng ta. Trong Đạo Phật, việc làm ác không chỉ gây đau khổ cho người khác, mà còn làm hại chính người làm. Câu kệ, nay sầu, đời sau sầu, kẻ ác, hai đời sầu, nó yêu não, thấy nghiệp uế mình làm, là lời nhắc nhở rõ ràng về mối liên kết giữa hành động và tâm trạng. Khi một người làm điều gì đó sai trái, ngay cả khi họ nghĩ rằng không ai biết, trong lòng họ vẫn gánh chịu hậu quả. Cảm giác hối lỗi, lo lắng và bất an thường trực sẽ đeo bám. Hành động ác không biến mất sau khi được thực hiện, nó tiếp tục sống trong tâm trí, không chỉ gây sầu não ở hiện tại mà còn ảnh hưởng đến tương lai.
Tâm hồn của người làm ác trở nên nặng nề, mất đi sự thanh thản và an lạc. Một ví dụ điển hình là khi một người gian dối. Ban đầu, họ có thể cảm thấy rằng mình đã thắng được một điều gì đó. Nhưng sự thật là, tâm trí của họ không bao giờ thực sự yên ổn. Họ luôn lo sợ bị phát hiện, sợ hãi rằng hành động xấu sẽ bị lộ ra. Sự lo âu đó tạo ra một vòng luẩn quẩn trong tâm trí, khiến họ mất ngủ, mất tập trung và luôn phải che giấu sự thật. Từ đó, cuộc sống của họ trở nên rối ren, căng thẳng và không hạnh phúc. Đây là cái giá phải trả cho nghiệp ác mà họ đã tạo ra. Một ví dụ khác có thể thấy trong cuộc sống hàng ngày là hành động của một người sống trong tham lam và ích kỷ. Khi họ liên tục cố gắng lấy nhiều hơn cho bản thân mà không quan tâm đến người khác, họ có thể tích góp được của cải vật chất, nhưng tâm hồn của họ trở nên cằn cỗi. Người tham lam thường không bao giờ hài lòng với những gì họ có. Họ luôn muốn nhiều hơn, và điều đó khiến họ không bao giờ cảm thấy đủ. Ngay cả khi đã có tất cả mọi thứ, họ vẫn cảm thấy thiếu hụt và bất an. Sự bất an này chính là nỗi sầu đau mà họ phải gánh chịu, dù bên ngoài họ có vẻ như đang thành công. Những người sống trong hận thù cũng gặp phải vấn đề tương tự. Hận thù là một cảm xúc mạnh mẽ và tiêu cực. Khi ai đó ôm lấy hận thù trong lòng, họ trở nên cay đắng và khó chịu. Mọi suy nghĩ, hành động của họ đều bị ám ảnh bởi mong muốn trả đũa hoặc gây tổn thương cho người khác. Nhưng trên thực tế, hận thù không chỉ hại người khác mà còn tự hại bản thân. Người mang hận thù trong lòng không thể cảm nhận được niềm vui, họ chỉ thấy đau khổ và căng thẳng. Họ trở thành tù nhân của chính cảm xúc tiêu cực mà họ tạo ra. Chính hận thù đã khiến họ trở nên cô độc, mất đi sự kết nối với những người xung quanh, và thậm chí là mất đi cả sự đồng cảm. Để hiểu rõ hơn về hậu quả của nghiệp ác, chúng ta có thể liên hệ với việc một người không biết điều chỉnh tâm trí. Khi một người để cho tham, sân, si chi phối cuộc sống, tâm trí họ giống như một cánh cửa mở rộng cho mọi khổ đau, ưu phiền và lo lắng tràn vào. Mỗi khi làm một điều xấu, họ giống như tự phá hoại chính mái nhà của mình, để mưa bão tràn vào mà không có gì che chắn. Sự lo âu và ưu phiền này không chỉ là vấn đề tâm lý mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất. Người thường xuyên lo lắng, bất an dễ gặp các vấn đề như mất ngủ, huyết áp cao, đau đầu, và các bệnh liên quan đến căng thẳng. Họ cũng dễ bị cuốn vào những thói quen xấu như uống rượu, hút thuốc, hoặc tìm đến những thú vui tạm thời để trốn tránh cảm giác đau khổ. Nhưng những giải pháp tạm thời này chỉ làm tăng thêm khổ đau chứ không giải quyết được gốc rễ của vấn đề. Tất cả những ví dụ này cho thấy rằng nghiệp ác không chỉ là những gì chúng ta làm với người khác, mà còn là những gì chúng ta làm với chính mình. Khi ta làm điều ác, ta không chỉ tạo ra khổ đau cho người khác, mà còn tự gieo rắc khổ đau cho bản thân. Đó là lý do tại sao Phật giáo luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chánh nghiệp ác và sống trong sự tỉnh thức. Điều đáng sợ là, nhiều khi người ta không nhận ra mình đang sống trong đau khổ do nghiệp ác tạo ra. Họ có thể nghĩ rằng cảm giác lo âu, mất mát, bất an là do những yếu tố bên ngoài, và họ tiếp tục đổ lỗi cho người khác hoặc hoàn cảnh xung quanh. Nhưng thực tế là, nguồn gốc của khổ đau thường đến từ chính bên trong chúng ta. Khi ta không sống đúng đắn, không giữ gìn giới luật, tâm trí ta trở nên bị xâm lấn bởi lo âu và ưu phiền. Một ví dụ dễ hiểu là câu chuyện của một người bạn trong cuộc sống hiện đại. Anh ấy là một người rất thành công trong công việc, nhưng luôn cảm thấy căng thẳng và lo lắng. Anh luôn cảm thấy cần phải chứng tỏ bản thân, và thường xuyên so sánh mình với người khác. Điều này khiến anh ấy không bao giờ hài lòng với những gì mình có, và luôn trong trạng thái căng thẳng. Khi chúng tôi thảo luận, anh nhận ra rằng chính tâm tham lam và sự thiếu tỉnh thức của mình đã dẫn đến tình trạng này. Khi anh ấy bắt đầu thực hành tỉnh thức, thiền định và nhìn nhận lại bản thân, anh dần dần cảm thấy nhẹ nhõm hơn và hạnh phúc hơn với cuộc sống. Điều quan trọng là nhận ra rằng chúng ta có thể thay đổi. Nghiệp ác không phải là điều không thể sửa chữa. Khi ta nhận ra những sai lầm của mình, ta có thể bắt đầu quá trình chuyển hóa. Điều này không có nghĩa là quá trình này sẽ dễ dàng. Nhưng chỉ cần ta có ý chí và quyết tâm, ta có thể giải thoát mình khỏi sự khổ đau do nghiệp ác gây ra. Cuối cùng, điều quan trọng là chúng ta cần sống trong sự tỉnh thức và biết chịu trách nhiệm cho mọi hành động của mình. Chỉ khi ta sống đúng đắn, biết tránh xa những hành động xấu, ta mới có thể đạt được sự an lạc và không còn phải lo sầu,
cả trong hiện tại lẫn tương lai. Ứng dụng thực tiễn, cách tránh nghiệp ác và sống an lạc. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta luôn đối diện với những tình huống có thể dẫn đến việc tạo nghiệp, dù là nghiệp thiện hay nghiệp ác. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để tránh khỏi những nghiệp ác và sống một cuộc sống an lạc, thanh tịnh. Điều này không chỉ đòi hỏi sự hiểu biết về nghiệp mà còn là sự thực hành nghiêm túc và kiên trì. Hãy cùng xem xét cách mà chúng ta có thể tránh được nghiệp ác và từ đó xây dựng cuộc sống an lạc dựa trên những nguyên tắc thực tiễn của Phật giáo. Thực hành giới luật Phật giáo. Một trong những cách hiệu quả nhất để tránh nghiệp ác là giữ giới luật, hay còn gọi là ngũ giới, trong Phật giáo. Giới luật là những nguyên tắc đạo đức giúp chúng ta tránh khỏi những hành động gây hại cho bản thân và người khác. Giữ giới không chỉ là không làm điều xấu, mà còn giúp chúng ta phát triển lòng từ bi, sống có trách nhiệm và chân thật với chính mình. Đầu tiên, hãy xem xét giới luật về không sát sinh. Sát sinh, dù là giết hại một sinh vật nhỏ, đều mang lại những hệ quả xấu về mặt tinh thần và tâm linh. Hành động này không chỉ làm tổn thương người khác mà còn làm chúng ta mất đi sự bình an trong tâm hồn. Ví dụ, một người sống bằng nghề giết mổ gia súc có thể gặp phải những cảm giác lo lắng, ám ảnh về việc mình đã gây ra cái chết cho nhiều sinh vật. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý mà còn làm tăng thêm khổ đau cho người khác và cho chính mình. Tương tự, giới luật không trộm cắp dạy chúng ta về lòng chính trực. Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta có thể bị cám dỗ bởi việc chiếm đoạt tài sản của người khác một cách vô đạo đức. Hành động này không chỉ khiến chúng ta chịu quả báo khổ đau mà còn phá vỡ mối quan hệ giữa con người với nhau, làm mất đi sự tin tưởng trong xã hội. Việc giữ giới này sẽ giúp chúng ta sống thanh tịnh, không bị ám ảnh bởi tội lỗi và luôn cảm thấy tự tin về lối sống trung thực của mình. Nuôi dưỡng tâm từ bi. Ngoài việc giữ giới luật, một yếu tố quan trọng khác giúp chúng ta tránh nghiệp ác là nuôi dưỡng tâm từ bi. Từ bi trong đạo Phật có nghĩa là lòng yêu thương, sự đồng cảm và mong muốn giúp đỡ tất cả mọi loài, không chỉ con người mà còn cả động vật, thiên nhiên và môi trường. Khi ta nuôi dưỡng tâm từ bi, ta không chỉ tránh làm hại mà còn luôn cố gắng mang lại lợi ích cho người khác. Ví dụ, khi chúng ta nhìn thấy một người đang gặp khó khăn, thay vì bỏ qua hay tránh né, hãy mở lòng giúp đỡ họ. Sự giúp đỡ này không nhất thiết phải là vật chất, mà có thể đơn giản là sự lắng nghe, động viên hoặc chỉ là một nụ cười ấm áp. Điều này không chỉ mang lại niềm vui cho người khác mà còn giúp chúng ta cảm thấy an lạc, nhẹ nhàng trong tâm. Tâm từ bi cũng giúp chúng ta đối diện với những tình huống khó khăn bằng sự bình tĩnh và hiểu biết. Khi bị ai đó đối xử không công bằng hoặc làm tổn thương, thay vì phản ứng bằng sự tức giận hay trả thù, chúng ta có thể học cách tha thứ, nhìn mọi việc từ góc độ rộng hơn và không để những cảm xúc tiêu cực chi phối tâm hồn mình. Đó chính là sự nuôi dưỡng từ bi và làm giàu cho cuộc sống tinh thần. Chuyển hóa nghiệp ác qua sự tu hành. Trong trường hợp chúng ta đã phạm phải những sai lầm, điều quan trọng là nhận ra và quyết tâm chuyển hóa nghiệp ác bằng sự tu hành. Phật giáo luôn nhấn mạnh rằng, dù đã phạm phải nghiệp xấu, nhưng nếu chúng ta thành tâm sám hối và thực hành đúng đắn, chúng ta vẫn có thể chuyển hóa và cải thiện cuộc sống của mình. Một trong những phương pháp tu hành hiệu quả là thiền định. Thiền định giúp chúng ta tĩnh tâm, nhìn nhận lại những gì mình đã làm và từ đó phát hiện ra những sai lầm cần sửa đổi. Trong khi ngồi thiền, ta có thể suy ngẫm về những hành động đã gây ra đau khổ cho người khác, cảm nhận sự hối lỗi và từ đó đặt ra quyết tâm không lặp lại sai lầm đó nữa. Thiền cũng giúp chúng ta thanh lọc tâm trí, loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực và ác ý. Ngoài thiền, tụng kinh và thực hành chánh niệm cũng là những cách hiệu quả để chuyển hóa nghiệp ác. Khi tụng kinh, ta đọc và hiểu những lời dạy của Đức Phật về tình thương, lòng từ bi và sự tha thứ. Điều này giúp ta tăng trưởng trí tuệ và từ đó có thể điều chỉnh hành động của mình. Thực hành chánh niệm, tức là luôn tỉnh thức trong mọi hành động, giúp chúng ta nhận ra ngay những sai lầm trước khi nó trở thành thói quen xấu, từ đó tránh được nghiệp ác. Một ví dụ minh họa cho sự chuyển hóa nghiệp ác là câu chuyện về Angulimala, một tên sát nhân khét tiếng trong thời Đức Phật. Sau khi gặp Đức Phật và nghe được lời dạy về sự tu hành và từ bi, Angulimala đã hối hận và quyết định từ bỏ con đường ác nghiệp của mình. Từ một kẻ giết người, Angulimala trở thành một vị tu sĩ, sống đời thanh tịnh và cuối cùng đạt được giải thoát. Câu chuyện này minh chứng rằng dù đã phạm phải tội lỗi lớn đến đâu, con người vẫn có thể thay đổi và đạt được an lạc nếu họ quyết tâm tu hành.
giữ gìn các mối quan hệ và tạo nghiệp thiện. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta không chỉ cần tránh nghiệp ác mà còn phải biết cách tạo nghiệp thiện. Nghiệp thiện sẽ mang lại những quả báo tốt lành, giúp chúng ta sống hạnh phúc và an vui. Để tạo nghiệp thiện, trước tiên ta cần biết cách đối xử với những người xung quanh một cách tử tế, chân thành và biết ơn. Mỗi ngày, hãy thực hiện những hành động nhỏ nhưng ý nghĩa như giúp đỡ người khó khăn, chăm sóc gia đình, hoặc thậm chí là đơn giản như việc dành thời gian lắng nghe một người bạn tâm sự. Những hành động này không chỉ mang lại niềm vui cho người khác mà còn giúp tâm hồn chúng ta trở nên thanh thản và hạnh phúc hơn. Ngoài ra, việc sống chân thành, biết ơn và trung thực trong công việc cũng là cách để tạo nghiệp thiện. Khi chúng ta làm việc chăm chỉ, có trách nhiệm và luôn giữ lòng trung thực, chúng ta sẽ nhận lại được sự tin tưởng và tôn trọng từ người khác. Những mối quan hệ tốt đẹp này chính là kết quả của nghiệp thiện mà chúng ta đã tạo ra. Hành trình đến an lạc qua chánh nghiệp ác và tạo nghiệp thiện. Chánh nghiệp ác và tạo nghiệp thiện không chỉ giúp chúng ta sống an lạc trong hiện tại mà còn mang lại những quả báo tốt đẹp trong tương lai. Bằng cách thực hành giới luật Phật giáo, nuôi dưỡng tâm từ bi, chuyển hóa nghiệp ác qua sự tu hành, và tạo nghiệp thiện trong các mối quan hệ hàng ngày, chúng ta có thể đạt được một cuộc sống an lạc, thanh tịnh và tràn đầy hạnh phúc. Hành trình này không dễ dàng và đòi hỏi sự kiên trì. Nhưng nếu chúng ta quyết tâm và không ngừng nỗ lực, chắc chắn sẽ gặt hái được những kết quả tích cực. Hãy luôn nhớ rằng, cuộc sống là một chuỗi những lựa chọn. Khi chọn làm điều thiện, tránh điều ác, ta đang tự xây dựng cho mình một tương lai sáng lạn và an lành. Nhận thức về hành vi và nghiệp trong cuộc sống hàng ngày. Trong cuộc sống, chúng ta thường không để ý rằng mỗi hành động, lời nói và suy nghĩ đều để lại dấu ấn của nó chính là nghiệp. Có những lúc, ta vô tình làm tổn thương người khác mà không nhận ra, hoặc đơn giản là hành động theo bản năng mà không suy xét đến hậu quả. Tuy nhiên, một trong những bài học quan trọng nhất mà Phật giáo dạy chúng ta là mọi thứ đều có nhân và quả. Nghiệp là quy luật không thể trốn tránh, và nó tồn tại ngay cả khi chúng ta không nhận thức rõ ràng. Để hiểu về nghiệp và hành vi, chúng ta cần trước hết phải học cách nhận diện. Trong cuộc sống hiện đại, ta thường bị cuốn vào guồng quay công việc, gia đình và các mối quan hệ xã hội mà quên mất rằng mỗi suy nghĩ, hành động đều có thể tạo ra nghiệp. Một lời nói không đúng, một hành động thiếu suy xét có thể để lại những hậu quả dài lâu, ảnh hưởng đến cả ta và những người xung quanh. Điều này không có nghĩa là chúng ta phải sống trong sợ hãi, lo lắng về việc sẽ tạo ra nghiệp xấu. Thay vào đó, ta nên tập trung vào việc nuôi dưỡng sự tỉnh thức, nhận diện hành động và suy nghĩ của bản thân trước khi chúng biến thành hành động cụ thể. Phật giáo dạy rằng, sống trong sự tỉnh thức là chìa khóa để ta làm chủ nghiệp của mình. Mọi hành động đều xuất phát từ tâm, và chỉ khi ta làm chủ được tâm mình, ta mới có thể kiểm soát được hành vi và lời nói. Chẳng hạn, khi ai đó làm điều gì khiến bạn tức giận, phản ứng đầu tiên của ta thường là muốn trả đũa hoặc ít nhất là tỏ ra bực tức. Nhưng nếu dừng lại một chút, suy xét kỹ lưỡng trước khi hành động, bạn sẽ nhận ra rằng cảm xúc chỉ là nhất thời. Nếu ta không để nó chi phối hành vi, ta có thể tránh được những hậu quả không mong muốn. Đây chính là sức mạnh của sự nhận thức và tỉnh thức. Một ví dụ đơn giản trong cuộc sống hàng ngày là khi bạn lái xe trên đường. Khi có ai đó cắt ngang đường bạn một cách thô bạo, phản ứng tự nhiên của nhiều người sẽ là giận dữ, thậm chí có thể là lời nói thô lỗ hoặc hành động trả đũa. Tuy nhiên, nếu bạn thực hành nhận thức và hiểu rõ rằng sự giận dữ của mình không đem lại lợi ích gì, mà còn có thể gây thêm xung đột, bạn sẽ chọn cách kiềm chế, không phản ứng quá mức. Bạn sẽ thấy rằng việc kiểm soát được cảm xúc và hành vi không chỉ giúp bạn cảm thấy bình an hơn mà còn tạo ra môi trường xung quanh bạn bớt căng thẳng và tiêu cực. Nhận diện nghiệp cũng đồng nghĩa với việc ta phải chịu trách nhiệm với những hành động của mình. Khi bạn hiểu rằng mọi việc làm của mình đều mang lại hậu quả, bạn sẽ bắt đầu sống có ý thức hơn. Điều này không có nghĩa là ta không được phép mắc lỗi. Nhưng khi ta làm sai, điều quan trọng là phải biết sửa chữa và không lặp lại sai lầm. Mỗi lần bạn nhận ra mình đã làm điều gì sai trái và cố gắng sửa đổi, đó chính là bạn đang tích lũy nghiệp tốt. Trong Phật giáo, việc làm chủ hành động và suy nghĩ không phải là điều chỉ diễn ra trên thiền đài hay trong các nghi lễ tôn giáo. Nó là một phần của cuộc sống hàng ngày, từ cách ta đối xử với người thân trong gia đình, đồng nghiệp ở nơi làm việc, đến những người bạn gặp trên đường. Những hành vi nhỏ nhặt nhưng được thực hiện với lòng từ bi,
sự tỉnh thức sẽ giúp tạo nên cuộc sống an lạc và ý nghĩa. Hãy tưởng tượng một ngày làm việc bận rộn, bạn có thể cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng, và trong khoảnh khắc đó, rất dễ dàng để nổi nóng hoặc phản ứng không đúng mực với người khác. Tuy nhiên, nếu bạn nhận thức được cảm xúc của mình ngay lúc đó, bạn sẽ có cơ hội để chọn một hành động khác. Thay vì phản ứng tiêu cực, bạn có thể chọn cách giải quyết tình huống một cách bình tĩnh hơn. Điều này không chỉ giúp bạn giữ gìn hòa khí mà còn giúp bạn cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Tạo thói quen tỉnh thức trong cuộc sống là một quá trình cần thời gian và sự kiên nhẫn. Không ai có thể thay đổi một cách nhanh chóng, nhưng từng bước nhỏ sẽ mang lại sự khác biệt lớn. Bạn có thể bắt đầu từ những điều đơn giản như thở sâu khi gặp tình huống căng thẳng, hoặc chỉ cần dừng lại một giây trước khi phản ứng với điều gì đó tiêu cực. Từng bước một, bạn sẽ học cách nhận diện hành động của mình và dần dần kiểm soát được chúng. Ngoài ra, việc tỉnh thức không chỉ là việc nhìn nhận hành động của mình mà còn là việc quan sát và lắng nghe người khác. Khi bạn lắng nghe một cách chân thành, bạn sẽ hiểu rõ hơn về cảm xúc, mong muốn của họ. Điều này sẽ giúp bạn tránh những hành động vô ý làm tổn thương người khác. Đồng thời, bạn cũng sẽ dễ dàng tha thứ hơn khi hiểu rằng mọi người đều có những khó khăn và áp lực riêng. Ví dụ, trong một gia đình, khi bạn thấy con cái mình có những hành động không đúng mực, thay vì la mắng ngay lập tức, bạn có thể lắng nghe lý do và hoàn cảnh mà chúng gặp phải. Khi đó, bạn sẽ thấy rằng những hành vi của con không chỉ là sự nổi loạn mà có thể xuất phát từ một nỗi buồn hoặc áp lực nào đó. Việc lắng nghe và tỉnh thức sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề một cách khéo léo và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp hơn. Trong môi trường làm việc, việc tỉnh thức cũng rất quan trọng. Đôi khi, áp lực công việc có thể khiến bạn hành động thiếu suy xét, như đưa ra những quyết định vội vàng hoặc nói những lời gây tổn thương đến đồng nghiệp. Nếu bạn có thể nhận diện được cảm xúc của mình trước khi hành động, bạn sẽ tránh được những xung đột không đáng có và duy trì môi trường làm việc hòa nhã, hiệu quả. Thực hành tỉnh thức không chỉ là cách để tránh tạo nghiệp xấu mà còn là cơ hội để bạn tích lũy nghiệp tốt. Khi bạn sống trong sự nhận thức, mọi hành động của bạn đều xuất phát từ lòng từ bi và sự chân thành. Bạn không chỉ tránh làm tổn thương người khác mà còn mang lại niềm vui và sự an lạc cho chính mình và mọi người xung quanh. Trong Phật giáo, tỉnh thức không phải là trạng thái xa rời thực tế mà là sự hòa mình vào cuộc sống hàng ngày với một tâm hồn tĩnh tại và sáng suốt. Mỗi ngày, bạn đều có cơ hội để thực hành tỉnh thức, từ việc nhỏ nhặt nhất như cách bạn giao tiếp với người thân, cách bạn xử lý công việc, cho đến cách bạn đối diện với những khó khăn trong cuộc sống. Như vậy, nhận thức về hành vi và nghiệp không phải là điều gì quá xa vời. Nó có mặt trong từng khoảnh khắc của cuộc sống, từ những hành động nhỏ nhất cho đến những quyết định lớn lao. Bằng cách tỉnh thức và sống có ý thức, bạn sẽ dần dần làm chủ nghiệp của mình, tránh xa khổ đau và tìm được sự an lạc thực sự. Suy ngẫm về khổ đau và giải thoát trong cuộc sống hàng ngày. Trong cuộc sống, ai cũng trải qua những khổ đau, từ những cảm xúc lo lắng, sợ hãi cho đến những tổn thương sâu sắc hơn như mất mát, chia lìa hay thất bại. Những cảm giác này đôi khi quá lớn đến mức chúng ta tưởng như không thể thoát ra được. Nhưng điều mà chúng ta thường không nhận ra là một phần lớn của những khổ đau đó bắt nguồn từ chính chúng ta, từ những hành động, suy nghĩ và lời nói của chúng ta. Câu kệ trong Kinh Pháp Cú mà chúng ta đã bàn đến là một lời nhắc nhở rất thực tế, nay sầu, đời sau sầu, kẻ ác hai đời sầu. Nó sầu, nó yêu não, thấy nghiệp uế mình làm. Những từ ngữ đơn giản nhưng lại chứa đựng sự thật sâu sắc về nguyên lý nhân quả trong cuộc sống. Người làm ác, dù có thể không nhận ra ngay lập tức, nhưng sẽ phải gánh chịu hậu quả khổ đau không chỉ trong hiện tại mà còn kéo dài qua nhiều kiếp sau. Chúng ta có thể tự hỏi, tại sao những hành động xấu của mình lại dẫn đến khổ đau? Thực tế, không phải chỉ có luật pháp, mà bản thân vũ trụ này cũng vận hành theo quy luật nhân quả. Khi ta làm điều ác, tâm trí ta không thể nào yên ổn. Cảm giác tội lỗi, lo âu, và sợ hãi sẽ luôn ám ảnh ta, giống như cơn mưa tầm tã xâm nhập vào mái nhà lợp kém. Khi ta làm tổn thương người khác, tổn thương đó không chỉ dừng lại ở họ mà còn phản ánh trở lại chính bản thân ta. Một ví dụ dễ thấy là trong các mối quan hệ cá nhân. Khi ta nói những lời cay nghiệt, xúc phạm hay hành động ích kỷ, có thể người kia sẽ cảm thấy tổn thương ngay lập tức. Nhưng cái giá mà ta phải trả không chỉ dừng lại ở việc mối quan hệ bị rạn nứt, mà còn ở việc tâm hồn ta không còn thanh thản.
ta có thể cố gắng lờ đi hoặc biện minh cho hành động của mình, nhưng trong sâu thẳm, ta biết rằng ta đã sai. Cảm giác tội lỗi đó sẽ dần dần ăn mòn tâm trí, khiến ta không thể cảm thấy an lạc. Có một câu chuyện trong Phật giáo kể về một vị vua rất giàu có và quyền lực. Ông từng làm rất nhiều việc ác để giành lấy vương quyền, nhưng sau đó, ông sống trong sự lo âu, sợ hãi rằng những người xung quanh sẽ trả thù. Dù ông có mọi thứ mà nhiều người mơ ước vàng bạc, đất đai, quyền lực nhưng ông không thể nào yên giấc. Sự lo âu không rời xa ông vì những hành động ác mà ông đã gây ra. Và cuối cùng, ông mất tất cả, không chỉ vương quốc mà còn cả sự thanh thản trong tâm hồn. Câu chuyện này nhấn mạnh rằng, sự khổ đau không chỉ đến từ bên ngoài mà còn đến từ chính sự bất ổn trong tâm trí chúng ta. Vậy, làm sao để chúng ta có thể thoát khỏi những khổ đau này? Câu trả lời nằm ở việc tu tập tâm linh và kiểm soát hành vi của mình. Đức Phật đã chỉ ra con đường thoát khổ qua bát chánh đạo, một con đường dẫn dắt chúng ta sống một cuộc đời đạo đức, có trí tuệ và an lạc. Chánh tư duy, chánh niệm và chánh hạnh là những bước quan trọng để giúp chúng ta nhận ra hậu quả của hành động và tránh xa nghiệp ác. Một điều quan trọng là chúng ta cần có sự tỉnh thức trong từng suy nghĩ và hành động của mình. Khi đối diện với một tình huống, trước khi phản ứng, hãy dừng lại và tự hỏi, hành động này có mang lại lợi ích cho người khác hay không? Nó có khiến mình phải chịu khổ đau về sau không? Sự tỉnh thức sẽ giúp chúng ta tránh những hành động sai trái và tạo ra nghiệp tốt. Một câu chuyện khác kể về một người phụ nữ trong làng thường xuyên gây gổ, tranh cãi với hàng xóm của mình. Bà ta luôn cảm thấy mình bị thiệt thòi, luôn so đo với người khác. Mỗi lần như vậy, bà lại cảm thấy tức giận và khổ đau. Nhưng khi bà bắt đầu tu tập, bà học được cách quan sát cảm xúc của mình mà không để nó chi phối. Bà dần dần ngừng việc đổ lỗi cho người khác và nhận ra rằng phần lớn sự khổ đau của mình đến từ chính suy nghĩ và hành động của mình. Sau một thời gian tu tập, bà trở nên điềm tĩnh hơn, biết kiểm soát lời nói và hành động của mình. Kết quả là bà không còn thấy khổ đau như trước nữa và mối quan hệ với hàng xóm cũng được cải thiện. Chúng ta có thể học hỏi từ câu chuyện này rằng sự tu tập không cần phải là những việc lớn lao. Ngay từ những hành động nhỏ hàng ngày, như việc kiểm soát lời nói, biết lắng nghe người khác, và không để những cảm xúc tiêu cực như giận dữ, đố kỵ chi phối, chúng ta đã bắt đầu giảm bớt nghiệp xấu và tránh khổ đau. Khổ đau là điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống, nhưng sự khác biệt nằm ở cách chúng ta đối diện với nó. Người không tu tập thường bị cuốn theo những cảm xúc tiêu cực, để những khổ đau đó lấn át, dẫn đến sự bất an kéo dài. Ngược lại, người tu tập biết cách đối diện với khổ đau bằng sự tỉnh thức và tuệ giác, từ đó chuyển hóa nó thành một bài học, một cơ hội để trưởng thành và tiến xa hơn trên con đường tu hành. Cuối cùng, hãy nhớ rằng khổ đau không phải là bản án vĩnh cửu. Mỗi người đều có khả năng chuyển hóa khổ đau thành an lạc nếu họ biết tu tập và điều chỉnh hành động của mình. Đức Phật không chỉ dạy chúng ta về khổ đau mà còn chỉ cho chúng ta con đường để thoát khỏi nó. Con đường đó chính là sự tỉnh thức, là hành động đúng đắn, và là sự tu tập đều đặn trong cuộc sống hàng ngày. Câu kệ trong Kinh Pháp Cú không chỉ là một lời cảnh tỉnh về hậu quả của những hành động ác mà còn là một lời khuyến khích để chúng ta sống một cuộc đời an lạc, tỉnh thức và có trách nhiệm. Khổ đau, dù lớn hay nhỏ, đều có thể được giảm bớt nếu chúng ta biết kiểm soát hành động, suy nghĩ và lời nói của mình. Và khi làm được điều đó, chúng ta sẽ cảm nhận được sự an lạc, không chỉ trong đời này mà còn trong nhiều kiếp sau. Tủ sách Áo Lam xin cảm ơn quý vị đã nghe hết Kinh Pháp Cú bài kệ số 15 phẩm song yếu. Xin quý vị đừng quên ủng hộ tinh thần cho Tủ sách Áo Lam bằng cách like, subscribe và chia sẻ video này đến với mọi người. Chúng con xin hẹn gặp lại quý vị vào bài kệ số 16 phẩm song yếu.